Các bạn đang nghe chương trình ca nhạc cải lương của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Hoài Thanh và Bích Hạnh sẽ hát tiếp cho chúng ta nghe bài Bông súng trắng biên soạn của Ngô Hồng Khanh. Xuồng ai bơi bên bờ sông Giàm, có dáng quen có phải người em gái nhỏ trắng ngần trong gió chiều miên man.
dẫn áo bà ba khăn rằng quấn gọn và mái tóc quyện bài tha thứ ca yêu kiều. Mái tóc bay bay theo gió nhẹ ban chiều, tiếng súng tấn công đã đưa em vào lịch sử giữa thành phố quê mình, làm lũ giặc khiếp kinh. Cũng bước chân em hòa cùng triệu triệu bước chân, từ sông nước đồng bưng đưa anh vào trần đánh, dẫn tấm áo bà ba tha thiết đậm đà. Đồng bưng như con thoi say dệt mùa chiến thắng, giặc Mỹ ngăn em bằng súng trường đại bác, mẹ vẫn đợi em bên nồi canh bông súng ngọt ngào. Em về gọi nước khô bom có con cá nhỏ tung tăng